Nhiều thầy ạ. À, thầy xin chào các em. Đây có Lâm Nguyên và Băng đã vào à? Đã chờ một chút đợi các bạn vào nhé. Đây, chạy lại server. À, server chạy rồi nhỉ. Chờ thầy một giây để thầy chạy nó cái đã.
Lạc quá, trời ơi, máy bị chả mọc. Chẳng lẽ thầy lại mua máy mới? Thầy dùng quỹ đen mua máy mới cho vợ được chứ? Rồi, hệ thống nó đang chấm các bài các em vừa nộp rồi nhé. Các em có khoảng 5 phút để ta nộp bài của cái bài các cái buổi trước. Cho tranh thủ thời gian đấy để thầy chuẩn bị gửi nội dung tới các em cả. Các bạn thì tích cực nộp bài nhé, hệ thống chấm bài vẫn đang chấm bài nộp của các em. À, đã có chung vào rồi. Ta bắt đầu nhé. Hôm nay ta sang nội dung cái buổi số 5 và ta làm với bài tập về cấu trúc dãy nhánh trên ngôn ngữ lập trình C cộng cộng.
Ở cái buổi hôm nay thì ta có cái bài hôm trước các bạn học vấn đáp hỏi thầy khá nhiều qua tin nhắn. Trở lại thì trước đó thì ta dành 1 2 phút để xem bảng danh. Hiện tại mới có 4 bạn để vào để điểm danh, để đôn đốc các bạn vào. Rồi, ta xem bảng danh xem sao. Bảng danh thì cái số lượng bài các bạn nộp đây ta xem, có băng chung ở nước ta cũng có nguyên. Thiên đi vào. Rồi. Để sự nguyên 116, chung 200 hạng 33, bằng 4592, Lâm. À, 150. Ở trong các cái bài tập các em có cần phải giải đáp bài nào không? Em có thể bật mic lên nói. Hoặc là Tuấn Anh đã vào. Xin chào Tuấn Anh với con máy tính mới nhé. Bài 26, Trung có hỏi bài 26 nó thuộc nhóm bài D5. Bài 26 của file D5. Bài 26 tí nữa thầy chữa luôn nhé. Cho Tuấn Anh tăng tốc cài và nộp bài nhé. Ở trên Tuấn Anh đây đã được bài nào chưa nhỉ? Thì Tuấn Anh nhìn như chưa đúng không? Trên server có bài rồi thì em nhớ làm các cái file D1, D2, D3, D4, D5 ở file PDF thì các em tải về dùng. Và các bài tập nào mình chưa hoàn thiện thì các em nộp để theo dõi được cái số lượng bài các em nộp ở đây để biết bài nào các em còn làm được và chưa làm được. Để... Rồi, hôm nay ta sẽ tua nha. Tới thời điểm này mới có 1, 2, 3, 4, 5, 6, cũng có 5 bạn vào. Rồi, ta cứ tiến hành dần lên. Ở cái buổi học trước thì ta đang nói nhanh về cái phần câu lệnh rẽ nhánh. Trong câu lệnh rẽ nhánh thì ta liên quan tới tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Thì khi sử dụng lớn nhất, nhỏ nhất ta hay có thói quen đặt rmin là giá trị nhỏ nhất. Thì khi đó ta sẽ xem... xin link này. Cái đường link này. Thì ta có cái thói quen là ta xem phần tử đầu tiên đạt giá trị nhỏ nhất. Huy đã vào. Thì ta sẽ thực hiện công việc là sẽ ta đầu tiên ta sẽ tổng quan lại cái buổi học hôm trước nhé. Ở buổi học hôm trước thì ta đang làm ở câu lệnh rẽ nhánh. Trong phần câu lệnh rẽ nhánh có một cái phần rất quan trọng, đó là việc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của ba số, của bốn số. Thì theo quan điểm là ta sẽ xem phần tử đầu tiên là phần tử tốt nhất, sau đó mang phần tử này so sánh với lần lượt các phần tử còn lại. Phần tử nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại nó. Ví dụ như để tìm giá trị bé nhất, thằng nào mà bé hơn nó thì cập nhật lại nó. Là bé hơn nó thì cập nhật lại nó đấy, sau câu đó ta đưa nó ra. Tương tự như vậy đối với cái thằng tìm thằng giá trị lớn nhất, như vậy ta xem phần với bộ ba số x y z thì ta xem thằng đầu tiên là thằng lớn nhất, ta mang thằng lớn nhất này so sánh với lần lượt với những thằng còn lại. Thằng nào mà tốt hơn nó thì ta thực hiện cập nhật lại nó, thằng nào tốt hơn nó thì cập nhật lại nó, sau đó đưa nó ra đấy. Ở bài số 6 cũng thế, vậy ta liên quan tới xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất, nếu thằng này mà không tốt bằng thằng thứ hai thì thằng thứ hai mới là thằng
tốt nhất. Vậy thì ta cập nhật lại giá trị của nó. Rồi ta sang cái bài số 7, là cái tương ứng với bài là 221. Vậy thì với cái bài số 7 này thì ta sẽ dành khoảng tầm 1 phút để ta ổn định lại cái bài này nhé. Đề bài là người ta yêu cầu là cho ba cái số nguyên ABC được ghi trên ba cái thẻ bài. Bây giờ người ta yêu cầu là trên đó các thẻ bài ghi các số nguyên dương nằm trong các phạm vi từ 0 đến 9. Người ta hỏi là hãy ghép ba thẻ bài này thành một hãy ghép ba cái thẻ bài này thành một cái con số có ba chữ số mà giá trị của nó là lớn nhất. Vậy thì về ý tưởng thuật toán thì ta nhận thấy cho ba số ABC thì ta có lần lượt các cái cách ghép khác nhau. Cách ghép là ABC, ACB, rồi ABCA. Vậy thì mỗi cách ghép này thì người ta gọi nó là một hoán vị. Vậy ta có các cách ghép. Đấy. Và mỗi cách ghép này thì người ta gọi nó là một hoán vị nha. Đấy. Mỗi cách ghép ta gọi nó là một hoán vị. Vậy thì như thế thì ta nhận thấy rằng nếu ABC là một số có ba chữ số thì rõ ràng cái số này sẽ có giá trị là bằng là 10 nhân với à số A nó ở hàng trăm, vậy thì A nhân với 100 cộng với B nhân 10 cộng với 10 nhân B cộng với C. Đấy. Đây là cái số thứ nhất. Số thứ hai là số Y, là cái số là ACB, vậy thì nó sẽ 100, số A là ở hàng trăm, số C ở hàng chục, vậy 10 nhân C cộng B. Số kế tiếp nữa là BAC, vậy thì số B ở hàng 100, số A ở hàng chục và số C là hàng đơn vị. Số kế tiếp nữa là số BCA, tức là số B ở hàng 100, số C ở hàng chục và số A ở hàng đơn vị. Khi code thì các bạn nếu có sử dụng chức năng copy paste thì các bạn có nhớ sửa các biến cho nó đầy sửa hết nhé. Đấy. Số kế tiếp là số CAB, số C ở hàng trăm, ta nhân nó 100, số A ở hàng chục và số B ở hàng đơn vị. Rồi kế tiếp ta có số P này, là nó là CBA, vậy số C ở hàng trăm, số B ở hàng chục và số A ở hàng đơn vị. Vậy thì bài toán quay về bài toán là cho x, y, z, t, p và q. Bây giờ cho các số này 1, 2, 3, 4, 5, 6 số trên. Cho 6 số trên. Hãy tìm giá trị lớn nhất. Bài này người ta yêu cầu ghép thành lớn nhất nhỉ, tìm số lớn nhất mà ghép được, đúng rồi, hãy tìm giá trị lớn nhất. Vậy thì ở cái bài này thì khi mà các bạn gõ đến tư tưởng tìm giá trị lớn nhất thì ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng ta sẽ gọi Rmax là giá trị lớn nhất. Rmax sẽ gắn bằng giá trị biến đầu tiên, đấy là ta xem phần tử đầu tiên là phần tử đạt giá trị lớn nhất. Sau đó mang giá trị lớn nhất này so sánh với lần lượt những thằng còn lại. Nhớ nhé, mang thằng Rmax đi so sánh chứ không phải mang thằng x nhé. Một số bạn mới học lập trình thì toàn mang thằng x này đi so sánh thì nó sẽ không đủ các trường hợp. Rồi, tại thời điểm này thấy thấy các bạn đã vào đủ rồi. À, thấy Thiên đã vừa vào. Ta đang chữa bài số 5 các bài 221 nhé, bài ghép ba số. Cái bài cuối ở buổi trước ta đã nói chưa rõ. Vậy thì ta sẽ thực hiện việc kế tiếp. Ta sẽ thực hiện việc
bọn con lại xông vào nhà thầy chơi. À, ta xem phần tử đầu tiên là phần tử tốt nhất. Ta mang giá trị tốt nhất này so sánh với lần lượt các cái thằng còn lại. Đấy. Nếu r max nhỏ thôi y thì gắn r max bằng y. Tương tự như vậy, tới đây thì ta nên sử dụng chức năng copy. Nếu r max nhỏ thôi thằng phần tử thứ ba thì gắn r max bằng thằng thứ ba. Nếu r max nhỏ hơn thằng thứ tư thì gắn r max bằng thằng thứ tư. Nếu thằng r max nhỏ hơn thằng thứ năm thì gắn r max bằng thằng thứ năm. Lưu ý cái quá trình copy này dẫn hay đến là ta sửa không hết, nên các bạn lưu ý nhé. À, có phải đấy. Sau đó như vậy thì ta có 6 số thì ta mang 5 lần so sánh là xong. Sau ta xem ra thì kết quả của bài toán là r max. Vậy trên đây là giải thuật của bài số 5. Đây, các bạn dành có khoảng tầm 3 phút để các bạn cài đặt chương trình và nộp bài 221 này lên server nhé. Và sĩ số tại thời điểm này bài 221 để kiểm tra xem test các bạn là đây, bài 221 tại thời điểm này có 1 2 3 4 bạn có 4 bạn nộp, đó là có Băng là một, bài số 4 đây là có Lâm là 2, Huy là 3, Nguyên là 4. Rồi, xin mời các bạn chuẩn bị chia sẻ bài làm của mình, màn hình của mình là đang làm bài nhé. Để xem màn hình. Nguyên hỏi bài 2.1 chỉ được 4 điểm hay không? Chỉ được 4 điểm à? Cái bài này chẳng hạn thầy chưa cố hình test à? Đâu, bài 2.1 được 6 điểm mà. Thế Băng được 6 điểm và Huy cũng được 6 điểm mà. Thầy buồn Tuấn Anh quá. Nó mua được cái máy tính mới mà nó không cầm theo, buồn quá. Rồi sao mai tối nhỉ? Các thầy phải lắp cái hệ thống ấy, giống như đèn livestream mới được. Ánh sáng nó sáng lên. Mình nghĩ ra cái được. Hiện tại đã có 5 bạn à, đâu à, đúng rồi, đã có 4 bạn nộp bài như vậy, còn bạn nào chưa nộp bài này nhỉ? Chung là một này. À, bây giờ xin mời chắc mời Thiên chia sẻ màn hình thôi. Rồi. À, thầy Thiên chia sẻ màn hình thôi. Bài đang làm. Bài 221. Chỗ Băng vào. Các bạn đã xong được bài D5 thì báo thầy để thầy gửi bài D6 nhé. Mà thôi thầy gửi đây luôn. Các bạn nào làm xong bài D5 rồi thì làm tiếp bài file D6 nhé.
Hiên bắt đầu làm bài đi em. Trong lúc Thiên đang xem màn hình, các bạn khác tiếp tục làm bài và nộp bài nhé. Sau bài số 7 này là sẽ phần bài tập của day 5. Do đó thầy gửi thêm cái file day 5 để các em tăng tốc. Bạn làm xong D6 rồi thì làm D5. Các bạn khác có câu hỏi nào thì các bạn bật mic nói hoặc là chat ở cửa sổ chat nhé. Chung cái đại hỏi bài bao nhiêu nhỉ?
Này Nguyên hỏi bài 221, bài đấy được 6 điểm Nguyên nhé. Còn bài Trung hỏi bài 26 ấy, của bài đề 5. À, băng hỏi bài đây 6 nó được chứ, server luôn sẵn sàng. À. Ông Tuấn Anh hôm nào đi đâu cũng phải nhớ ôm theo con máy tính nha. Máy tính xịn sò thì phải ôm theo. À, bắt đầu từ tuần này thì ta học ổn định được rồi các em nhé. Bởi vì thầy cũng đã xong cái công việc chỗ việc cá nhân. Nên ta có thể học tăng tốc được. Trong quá trình làm thì các em học ở nhà thì có thể hỏi thầy bất cứ thời điểm nào. Ban lương mạnh dạn lên, nó chỉ có 0,1 chứ đáng bao nhiêu. À, chỗ này Thiên lưu ý, à, bắt đầu ở bước này thì nó sẽ thực hiện này. Bước 1, xem phần tử đầu tiên là phần tử lớn nhất, nên nó gắn luôn RMax bằng thằng X. Đấy. Sau đó nó mới mang thằng X đi so sánh với những thằng còn lại Thiên nhé. Mà mình hiểu cái ý tưởng đó, xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất, vậy gắn RMax bằng thằng X. Đấy. Sau đó mang thằng RMax này đi so sánh lần lượt với những thằng Y, Z, T kia. Đấy. Bây giờ ta lại đi so sánh thằng RMax với những thằng còn lại. Gõ nhẹ tay, gõ 10 ngón, gõ không cần nhìn bàn phím. Mà lại phải đẹp. Sau này các bạn gõ nhiều nó cảm giác như là các em nhảy từ phím này sang phím khác. Cảm giác nó giống như nhảy. Như vũ điệu nhảy từ phím này sang phím khác. Tốc độ gõ của Thiên này. Chung bình thường thì đúng thật là mình nhắm mắt mình vẫn gõ được, mở mắt ra thì thấy nó hơi sai thôi chứ còn nhắm mắt thì vẫn gõ được. Nào dừng lại Thiên nào, cái đó nếu rờ mắt nhỏ thôi y đóng ngoặc luôn thì gắn rờ mắt bằng y, cái dấu đóng ngoặc nó sau chữ nhỏ thôi y. À, Băng có hỏi cái này tí hỏi anh Trung hôm trước thế anh Trung cho thầy xem ảnh tốc độ gõ lên tới 58 59 từ trên 1 phút. À, bỏ dấu phẩy đi Thiên nhé, thêm dấu chấm phẩy ở cuối hàng.
Rồi, em copy tất cả các copy cái dòng đấy, sau sửa lại nó lần lượt với Z, I, Z, T, P, Q nhé. Dạ, Ctrl Z, undo lại. Ấn Ctrl vào phím Z để undo lại. Phát nữa. Ctrl Z đấy. Khi bị lỗi như thế ta ấn Ctrl Z để undo lại nhé. Rồi Ctrl C rồi ấn lên. Ấn Ctrl C để copy, Ctrl V để dán. Ctrl Z lại đi, em đang nhảy bài nào đấy. Rồi, em Ctrl C lại cái đấy. Ấn phím có sao thao tác của Thiên với máy tính có vẻ là chưa được thành thạo lắm nhỉ, em có lẽ phải tăng cường sử dụng máy tính nhiều hơn. Đảm bảo khi mình soạn thảo những cái thao tác mấy cái dòng code này mình code 1 đến 2 phút là code xong. Để dành thời gian để nghĩ thuật toán. Tranh thủ lúc Thiên làm để thầy chèn code bài làm của các bạn vào cái file này sau đó để có luôn cái file. Với mỗi bài toán các em nên đọc đề xong cái xong mình đề xuất ý tưởng sau đó mình mới code nhé, và khi đó các em rèn luyện cho mình cái cách xây dựng ý tưởng để tránh tình trạng là trong một số khóa thầy dạy có những bạn lại bị có một tức là các bạn code rất tốt nhưng là các bạn lại không có khả năng nhảy nảy ra ý tưởng để giải qua, tức là không nghĩ ra được thuật toán, nhưng nếu mà ai nói ra thuật toán thì các bạn lại code rất nhanh. Cái điều này cực kỳ nguy hiểm, tức là các em có kỹ năng lập trình nhưng lại thiếu mất cái tư duy đi về thuật toán, tức là không phát hiện bài toán đó người ta hỏi cái gì và ta phải khắc phục ngay ở điểm đấy. Thầy vừa chèn cốt bài 20 của băng vào cho buồn cười quá. Chắc phải đập cho băng một phát mới được. Đấy, dám mang so sánh đi tất cả các số này. À, bài của Trung là ok rồi. Bài 21 của Trung thầy vừa xem lại trong code, thấy code lông cô quá Trung nhé. Đã sửa lại code của bài 21 chưa đạt Trung nhé. Đấy. À, em vừa khai báo bổ sung thêm các biến đi Thiên. Em khai báo x, y, z, t, p, q, đó là những cái biến mà phát sinh mình chưa có thì mình phải tự nghĩ rằng à nó chưa có. Chán đời cái ông Quang này quá,
Rồi thầy reset lại mật khẩu Quang nhé. Quên nhập mật khẩu. Quang là mật khẩu là ACDE nhé. Để mới reset lại. Trung bảo em được có 4 điểm. Ừ. Để làm thế nào? Thôi thì đành phải nhờ em băng trợ giúp thôi, biết làm sao được. Trung. Bài 221 đúng không? Đấy thế em băng vào bạn là nào nhỉ, bạn Huy là được 6 điểm ở đấy rồi. Cốt của Thiên đẹp đấy, cốt như này là chuyên nghiệp rồi. Và hãy cố gắng nhớ được ý tưởng của thuật toán nhé. Bước 1 là ta nhập giá trị. Bước thứ hai mình nhận thấy rằng ta có tất cả 6 cách sắp xếp. Và bước thứ ba ta sẽ thực hiện là với một cách sắp xếp ta sẽ ghép nó lại và sau đó ta đi tìm giá trị lớn nhất. Để tìm giá trị lớn nhất ta xem thằng đầu tiên là thằng tốt nhất và ta mang so sánh nó với 5 thằng còn lại. Thằng nào mà tốt hơn nó thì cập nhật lại nó. Đấy. Các bài số 6 như là có sợ à, quên băng vừa hỏi cái gì nhỉ? Ừ. Bài D6 điểm là tối đa à, đấy. À, bài D6 thì em mở ra cái bài D6 từ file bao nhiêu nhỉ? Mệt quá, tao biết sợ bán cũng hành ra. À, bài 4 điểm á, ừ, bài đấy như 6 điểm mà. Rồi chỗ Thiên làm phần nộp bài để xem điểm em nhé. Rồi cảm ơn Thiên. Nhận cốt quên bài 21 sẽ vừa ép của Trung và chưa được và lấy bài của băng đây lấy bài của Nguyên đây. Ừ. Cái bài 21 của Nguyên ấy, chỗ này nó có chút vấn đề Nguyên nhé. Ở đây xe mắc min. Ừ. À ừ, tức là bạn tìm thằng lớn nhất, bạn tìm thằng nhỏ nhất, sau đó đưa thằng lớn trước, nhỏ sau. Rồi.
Một đời ông Tuấn Anh mãi mới mua được cái laptop thì lại không mang đi, lại dùng điện thoại. Rồi ok, thầy sẽ gửi lại video ở trong trên kênh YouTube nhé. Các bạn nhớ để like, share, comment cần lực trên kênh YouTube giúp thầy. Sao? Bà Vân và ông Huy ông nào nhỉ? Đấy, cô này cũng có Thiên này. Cốt của Thiên rất chi là đẹp. Rồi, ok. Đẹp đây. Như vậy cái file day 4 ta đã xong nhé. Vậy ta sẽ chuyển sang file day 5. Tới thời điểm này mời các bạn sẽ chuyển sang file day 5. Các em nào chưa hoàn thiện các file bài từ day 1 đến day 4 thì ta sẽ xem lại bài ở trong sẽ làm và nộp bài theo đề bài các file day 1, 2, 3, 4 nhé. Vừa rồi Nguyên có hỏi tại sao bài của em vẫn bị 4 điểm thì ta sẽ rất đơn giản. Ta mở file này ra 221 Nguyên đang vị trí số 7 đúng không? Nguyên. Đâu nhỉ? Thứ ba à, được đây của Nguyên thì nó báo là kết test một khác đáp án. Tại sao khác được nhỉ? Bài 31 à? Ừ, băng chờ tí nhé, để test một bài 221 của Nguyên bị bay màu, trở thành một giây. Ơ, sao số to nhỉ? Để quên mất bài này, như là sinh là một cái số ấy rồi. Bài toán tổng quát rồi. Nhầm. Đây số có một số chữ số mà quả à, cảm ơn Trung đã donate thầy bài và băng đã donate bài 221 bài phát nhé các bạn này. Rồi bài đó đã là làm theo trường hợp tổng quát mới là full điểm. Bài đấy thì chắc là nên thôi, cứ để cho các bạn làm theo trường hợp tổng quát đi. À, còn test cuối nữa, test 4. Đúng rồi, số có 3 chữ số. Thôi để thế cho các bạn biết sang cái phần sau ta sẽ làm lại cái bài 221 này ở trong phần cấu trúc lập. À, Trung làm lại bài 21 rồi à? Ok. À, trong quá trình làm điểm của mình là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất cái code làm ở bên trong nhé, thì mới là cái dòng div file gh bằng 9. Trung lưu ý nhé, bài 21 vừa rồi em có một cái vô cùng quan trọng, đó là thiếu return không nhé. Đi thi ở cấp tỉnh mình nếu thiếu return không này chắc chắn bài đấy sẽ bị không điểm đấy.
em nên thận trọng. Đấy. Cái dòng return không này, trong mọi kỳ thi thì đúng hơn. Qua ngay nó không phút điểm. Ừ. Để thầy cười ha ha cái. Rồi ta tiếp tục nhé. Thôi thầy trò mình đã kết thúc cái file D4 sâu và thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo, bao gồm có code tham khảo của một số bạn. Thầy thấy nó khá đẹp nên thầy add nó vào để cho các bạn làm bài tham khảo. À, sau đây tiếp đó thì cái phần còn lại các bạn nào chưa hoàn thiện được các bài từ file D1 đến D4 thì thầy sẽ gửi lại cái file đấy, bởi vì hôm vừa rồi thầy trò mình nghỉ cũng hơi lâu nên thầy sẽ gửi lại các file mà thầy trò mình đã học qua, để từ đó các em sẽ có cái thời gian mà làm lại, tốt nhất thể nén nó lại thành một thư mục và gửi lại tới các em để các em tải nó, tránh bao gồm có một số file có đề bài và đáp án. Nên bắt đầu từ tuần này thì cái nên bắt đầu từ tuần này các bạn tập trung học tối đa nhé, để thầy tăng cường tập trung cho các em để có được một cái năng lực nhất định đủ để sau nếu các bạn có học các lớp nâng cao thì các em sẽ có một cái xuất phát điểm như nhau. Phần phần nền ta làm tốt đến phần sau ta đỡ cũng phải mất công sửa, nên thường thì thầy sẽ thích dạy các bạn học sinh mà trước đây thầy đã từng dạy rồi, bởi vì cái phần như khi chỉ cần đề cập đến ý tưởng đấy các bạn có thể cài đặt được đúng như ý của mình, nó có thể để là tối ưu nhất và chương trình đẹp nhất có thể. Rồi hôm nay thầy cho mình sang cái file kế tiếp là file D5. Ở trong file D5 này thầy thấy có một số bạn đã nộp bài rồi, tuy nhiên thì thầy vẫn phải chữa lại một cách nha. Thôi để copy nó, thầy phải à đây rồi, để vừa copy xong rồi. Là D5 sâu vào. Bài sẽ là bài tập 5 đã xử lý. Rồi ở file D5 thì ta có cái bài được bài tập đầu tiên. Rồi bây giờ các em ta tạm dừng cái bài các cái bài tập nhé, ta sẽ làm bài 22. Ở bài 22 thì ta có một số các cái nhận định như sau. Ta có bài 22, bài tập đầu tiên là cho AB và hãy giải và bình luận phương trình A nhân x cộng B bằng 0. Đây là một trong cái phương trình bậc nhất một ẩn. Đối với các bạn học toán lớp 9, các bạn nào mà đang học lớp 9 rồi thì cái bài toán này nó khá đơn giản. Tuy nhiên với các bạn lớp 7 và lớp 8 thì nó hơi khó. Các bạn lớp 10 thì cũng có thể quên nó luôn rồi. Đấy. Giải và bình luận phương trình thì về ý tưởng thuật toán, bây giờ thầy giảng một lần và sau này các bạn sẽ nhớ dùng nó nhiều lần nhé. Và kể cả các bạn đã được học rồi thì ta cũng sẽ có một cái sự trình bày thống nhất với nhau về cách làm. Sau này bài toán này nó có biến thể thành các bài toán khác thì cái cách làm là một. Về thuật toán về của bài toán giải và bình luận phương trình bậc nhất. Đề bài người ta yêu cầu là cho số nguyên dơ A và B, và người ta yêu cầu là thực hiện là giải và bình luận phương trình A nhân x cộng B bằng 0. Và nếu kết quả của ta là nếu phương trình vô số nghiệm thì ghi ra là multiple, nếu phương trình vô nghiệm là ghi ra là none, còn nếu phương trình có nghiệm thì ghi các cái giá trị x ra, kết quả x1 và x2 ra, kết quả là chính xác đến 3 chữ số thập phân. Đấy. À quên, cái này chỉ có mỗi một nghiệm x thôi, xin lỗi, vì nó là phương trình bậc nhất thì có một nghiệm, tối đa một nghiệm. Đấy. Trường hợp vô số nghiệm nó hay còn gọi là vô định. À, vậy giải phương nghiệm giải và bình luận phương trình bậc nhất thì người ta bắt đầu xét như sau. Về thuật toán người ta xét nếu thằng A bằng 0 thì người ta bắt đầu thực hiện như sau. Nếu A bằng 0 thì cái phương, các bạn quan sát nhé, thì cái phương trình là A nhân x này
tức là nó sẽ không nhân với x cộng với b bằng 0. Ta có không nhân x thì nó luôn bằng 0 rồi. Do đó bây giờ nó chỉ việc cộng với b nữa thôi. Thằng bà thằng oát con nhà thầy này nó vừa dẫn nó tổ đội 500 anh em về, thầy vừa lùa tắt mic lùa ra ngoài rồi như lùa gà. Khi b khi a bằng 0 thì không nhân với một số nào thì luôn luôn bằng 0. Khi đó phương trình của mình nó có dạng là b bằng 0, vì khi b bằng 0 thì khi đó nếu b là số 5 chẳng hạn, 5 bằng 0 thì nó sẽ trả về giá trị false là sai, còn nếu mà 0 bằng 0 thì nó sẽ trả về giá trị là đúng. Vậy thì ta lại nhận xét tiếp là nếu b bằng 0 thì nếu b bằng 0 thì điều đó chứng tỏ là a bằng 0 và b bằng 0. Thì mà không nhân x cộng với 0 mà lại bằng 0 thì phương trình này luôn đúng. Thì khi đó phương trình vô số nghiệm. Vậy thì khi đó phương trình vô số nghiệm thì ta sẽ thông báo như đề bài người ta yêu cầu là thông báo cái chữ multiple ra. Ngược lại, đây cái chữ ngược lại này là ngược lại của cái if đầu tiên. Ngược lại của b bằng 0 tức là b khác 0. Và cái chữ b khác 0 ta không cần phải code ra nó ra. B khác 0 thì đồng nghĩa với phương trình là không nhân x cộng với số 5 chẳng hạn bằng 0. Thì ta nhận thấy rằng là số 5 bằng 0 thì không thể là không thể xảy ra được rồi, bởi vì 5 nó bằng 5 chứ làm sao bằng 0 được. Dẫn đến là phương trình này bị vô nghiệm. Và khi phương trình vô nghiệm thì ta sẽ ra năn. Vậy thì ta sẽ thông báo ra giá trị năn. Ngược lại một phát nữa, chữ ngược lại này có nghĩa là a không bằng 0 tức là a khác 0. Khi về khi khi a khác 0 thì rõ ràng ta chuyển vế đổi dấu, ta chuyển thằng b sang bên tay phải và thành trừ b, và khi đó phương trình có nghiệm là x thì bằng trừ b chia a. Thì khi đó ta thực hiện công việc tính x thì bằng trừ b chia a, sau đó ta thực hiện là đưa x ra với độ chính xác là ba chữ số thập phân. Đấy. Đấy. Và khi xét như thế thì khi code ở trên chương trình các bạn cũng nên cài đặt và trang trí nó đẹp như vậy. Thực tế có các em làm có thể đẹp hơn đây. Đấy. Và cái chữ ngược lại đây, đây có một số bạn rất ngây thơ đó là nếu a bằng 0 thì thì kiểm tra nếu b bằng 0 thì thông báo ngược lại đằng này. Sau đó các bạn ngược lại xong các bạn lại if a khác 0 ở chỗ này thì nó bị thừa. Bởi vì ngược lại của a bằng 0 thì nó đã là a khác 0 rồi. Như vậy ở đây ta nhận thấy rằng ta đang sử dụng câu lệnh rẽ nhánh lồng nhau, gọi là câu lệnh if lồng nhau. Quang bảo từ bài 11 đến bài 15 em bị hy sinh. Ok, tí nữa thầy sẽ kiểm tra luôn. Lưu ý rằng nhé, trên bảng ranh của mình thì bài 11 đến bài 15. Quang kiểm tra lại đâu nhỉ? Quang đang ở đâu trên bảng ranh? Đây, Quang đây. Quang chạy nó ra kết quả khác đáp án. Thôi tí nữa thầy sẽ xem lại cho. Tại sao cho lưu ý nhé, các bạn khác nộp có điểm mà mình nộp không có điểm, à lỗi do mình đấy. Các bạn khác làm được 6 điểm, mình làm được 5,5, chứng tỏ mình làm chưa chính xác đấy. Rồi đây là thuật toán của bài toán tìm giá trị lớn nhất, à quên xin lỗi, bài giải và biện luận phương trình bậc nhất. Rồi, xin mời các bạn sẽ tiếp tục làm việc với bài toán này. Sau đó
Cái này là Thiên chia sẻ rồi nhỉ. Bây giờ bài này xem bạn nào. Bài này thì nữa là bài số 22. Bài 22 ta làm gần hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bạn rồi. Còn 2, 3 bạn nữa chưa làm thôi. Cái bài 22 này thì nó rất hay ở một cái chỗ đó là khi ta học về cấu trúc dãy nhánh ấy, thì ta vận dụng được cái câu lệnh if để thực hiện lồng nhau. Đấy, một số cái cách trình bày khác cũng có thể đưa ra được. Tuy nhiên, thông thường người ta hay sẽ làm được cái này. Rồi, ta lấy một cái code của bài 22. Bạn nào là chấm bút phát lại ngay, ta chọn luôn code. Bài 22, đây được. Để... lấy bài của Trung hoặc Huy, thử lấy bài của Huy xem sao. Nào vào Huy nhà ta đi. Áp một không ở bên cái xe ngược ngược lại áp một không với nhau xe này ngược lại thì tính luôn cái giá trị đấy ra. Ok, được. Đó cũng là một cái, đó cũng là một cái trình bày. Rồi ta xem có các trình bày nào nữa nào. Huy xong rồi. Bài của Trung, nếu a bằng không, nếu b bằng không, xe ngược lại xe tính đưa thằng này ra. Chỗ bài này của Trung lưu ý nhé, bởi vì tử số của mình là tử số chia mẫu số là trừ b chia a, mà b chia a là phép toán chia lấy phần nguyên, nên em phải ép tử số thành số thực, em lấy 1.0 nhân với b chia a nhé. Do đó ở trong code của mình, khi mà tính thằng này, đưa tính thằng x bằng trừ b chia a ấy, thì ta phải ép tử số thành số thực nhé, bằng cách nhân với 1.0 và tử số nhé, hoặc mẫu số đều được. Nhưng thường thì thầy hay ép nó bằng từ ép tử số, ít khi thầy ép nó mẫu số lắm. À, nó là số lượng thực luôn thì không sao, không cần ép chung nhé. Nhưng để bài không biết người ta cho số thực hay số nguyên nhỉ? À, ông chung ông cho nó kiểu phân loát luôn. Được đấy. Lưu ý là để mà cho vào số nguyên thì mình bắt buộc phải khai báo input là số nguyên nhé. Nào Trung ấy, lưu ý này, 10 bài tới 9 bài em quên cái thằng return không nhá. Trong phim trưởng cái tội này tội chu di cửu tộc. Nhá, cái dòng này thiếu là hy sinh ngay đấy, thầy cũng nhắc luôn Trung và nhắc luôn các bạn khác nhá. Chính xác, chảm luôn. Lưu ý câu lệnh return không cuối mỗi chương trình là câu lệnh bất di bất dịch với mọi bài. Lưu ý điều đấy. Nếu không không cứu được đâu. Không cứu ở đây theo có nghĩa là phần mềm Thevis nó không trả điểm đâu.
Do cái số lượng bài làm của các bạn này cũng đã khá nhanh nên các bạn tăng tốc làm bài số 22 xong. Rồi ta sẽ sang luôn bài số 23. Hôm nay ta sẽ cố gắng làm sang bài 5 và bài 6. Tối nay thầy rất rảnh và thầy hy vọng các em cũng rất rảnh để thầy cho mình cùng làm việc. Bù lại mấy hôm vừa rồi thầy cho mình nghỉ ngơi giải lao hơi lâu. Các bạn đã nghỉ hơi lâu chứ thì đúng hơn. Mấy hôm rồi thầy bận quá lắm mà. À, cái đó là do thầy cấu hình thôi. Có một số, bởi vì một số bài nó sẽ nằm ở trong cái nhóm 100 điểm thì nó có cái bộ test liên quan tới 100 điểm. Có một số bài nhóm thầy cấu hình chỉ có 6 điểm thôi chẳng hạn. Tuy nhiên nếu mà các bạn làm bài cùng như nhau thì khi em thì cái thang điểm là công bằng với mọi người. Nên cố gắng hoàn thiện tất cả các bài có trong tập bài thầy giao nhé. Thì bảng rank của mình sẽ được thứ hạng là tốt. Cái thứ hạng đây đóng vai trò động viên khích lệ các em rất tốt và cũng là cái để thầy giám sát các em làm bài. Ngày mai thầy lại đi Phú Thọ nhận phần thưởng. Thầy nhận phần thưởng về thầy sẽ khao các bạn. Rồi tiếp ta sang bài số 2, bài giải và biểu lập phương trình này. Như vậy ở bài số 1 này tới thời điểm này là bài số số 22. Mai thầy đi Phú Thọ, đặc sản của Phú Thọ chắc là nhiều thứ. Thôi, Phú Thọ nhiều nhất là lá cọ. Vậy thì hái tặng cho lớp mình mỗi bạn một chiếc lá cọ. À, hiện tại mới có 6 bạn nộp, vẫn có thiếu mất 2 bạn này. Hai bạn nào vậy ta? Đây rồi. Còn Thiên và Quang. Bài 22. Đúng không? Rồi xin mời Thiên chia sẻ bài làm luôn. Chỗ Băng và các bạn mà khác mà đã làm xong bài 22 chuyển tiếp sang bài 23 nhé. Nào, xem thầy cốt như thế nào để à đúng rồi, thịt chua Thanh Sơn. Ừ. Nào xin mời Thiên xem lại hướng dẫn thuật toán thầy gửi trong Zalo nhé, sao lại cốt kiểu như thế nhỉ? Đề bài người ta cho nhập số AB sao lại nhập X? Đấy. Và bắt đầu rơi vào tình trạng đó là khi mà các em được cung cấp thuật toán, các em cốt và các em lại đặt ra câu hỏi, mình lại không biết được bài này người ta cho cái gì, người ta yêu cầu nhập cái gì, yêu cầu tính cái gì. Đấy, rất nguy hiểm ở chỗ đấy. Và trong khi tiến độ thầy trò mình lại càng ngày phải tăng lên, độ khó càng ngày càng khó lên, thì những cái kỹ năng ví dụ như là đề bài người ta cho cái gì và nhập cái gì. Nào Thiên xem lại cái phần hướng dẫn thuật toán của thầy ở chỗ nào mà sao mà em lại cốt như thế. Mở ở trong cái file ảnh thầy gửi ở trong nhóm Zalo ra.
Cái chữ multiple em đặt trong cặp dùng ngoặc kép nhé, nó là một sâu ký tự, và nếu thầy không nhầm thì trong đề bài nó là chữ in hoa đấy, đúng, nó là chữ in hoa và nó sẽ khác chữ thường nhé. Cốt nhanh tay lên, lưu ý phép toán so sánh bằng là nó bởi hai dấu bằng đấy nhé. Chỗ so sánh A bằng 0 kia là em phải so sánh là hai dấu bằng kia nhé. Lưu ý cái hôm trước ở trong các toán tử so sánh này thì bao gồm có các lớn hơn này, lớn hơn hoặc bằng này, nhỏ hơn hoặc bằng này, bằng. Phép toán bằng nó là so sánh bằng bằng có hai dấu bằng, và phép toán khác là dấu chấm than và dấu bằng. Các bạn khác các em gặp khó khăn đâu thì ta sẽ hỏi luôn nhé. Cái thầy là một bạn cái câu nào mà Quang hỏi bài 11 đến bài 15, rồi thầy thử xem cốt của Quang trong lúc Thiên đang làm bài. Bài của chỗ Quang là sai ra viết số lượng số sau dấu phẩy, em lấy tới tận 12 chữ số nhé. Trong đề bài người ta chỉ cho là chính xác đến 2 hay 3 chữ số thôi. Trên thực tế cái cặp dấu ngoặc đó được sử dụng trong trường hợp là sau lệnh if nếu có nhiều lệnh ngoài if ra còn thực hiện nhiều việc khác thì mình mới đặt trong cặp dấu ngoặc. Còn nếu chỉ nó là một bởi vì cấu trúc if else thì nó là một câu lệnh đơn nhé. Cấu trúc if else là một câu lệnh đơn. Còn nếu có câu lệnh đơn này nó lại đi kèm vài câu lệnh đơn khác nữa, gom vào với nhau thì khi đó ta mới gọi nó là câu lệnh ghép, thì ta mới đặt nó trong cặp dấu ngoặc. Nhưng thông thường theo thói quen cứ if biểu thức điều kiện xuống dòng là mình mở ngoặc luôn.
Chung có hỏi cái đấy cả hai cái đều được nhé. Tốt, bình tĩnh, chậm chắc. Cái từ set precision viết như thế nào? Xem lại bài trước, xem lại cái file thầy đã gửi, đều có cái từ tham tham khảo. Em xóa cái từ set precision đấy đi, em xóa cả cái cụm từ đấy đi, sau đó em gõ chữ set và gõ chữ p, set, chữ t cơ, chữ t mà chữ set, em đi set đâu mà set, chữ set mà từ thiết lập ấy, rồi gõ chữ p rồi dấu tab luôn, không có dấu tab trên bàn phím ấy đấy, nhớ nhé. Trung có hỏi thế hoàn toàn được em nhé. Thiên đọc sang dòng lệnh thông báo ở dòng 17 đang bị lỗi gì ở cái dòng thông báo phía dưới ấy. Dòng 17 x not đi đi class gì đó in this scope này, được, cái câu lệnh này có nghĩa là biến này chưa khai báo, vậy thì cần phải khai báo biến x. Em khai báo phần loạt b ở đó, b đó để làm gì, trong khi B đã có khai báo sẵn rồi, cái ta cần là biến đấy chứ. Vậy thì lần sau lưu ý trường hợp thông báo lỗi này là biến chưa khai báo và ta chỉ cần khai báo bổ sung biến đó nhé. Lưu ý rằng ở chỗ x bằng chữ b chia a phải ép nó sang kiểu số thực, vậy thì để ép sang kiểu số thực thì ta phải nhân tử số với cái gì, ở buổi trước ta đã làm rõ cái chức năng này rồi.
Các bạn khác tiếp tục làm bài nhé. Hệ thống server đang phục vụ các em. Đấy, bắt đầu từ hôm nay thì server gần như là hoạt động 24/7. Trừ trường hợp thầy B nó đi đâu đó. À, như sáng mai. À, ngày mai server chạy cả ngày. Rồi, ok, cảm ơn Thiên. Thiên lưu ý cái chỗ là trừ BGA thì ta sẽ sửa là thành là 1.0 nhân với BGA nhé. Đây là để ép tử số thành số thực. Hoặc là ta sử dụng thêm cái tham số float. Rồi, ok, đó là bài số bài trên đã xong. Chỗ Thiên vừa rồi sửa lại chỗ này em nhé. Chỗ này. Trừ 1.0 nhân BCA. Rồi, đã sang tiếp bài giải và bình luận phương trình bậc 2. Với các bạn lớp 9 cũng thật là quen thuộc với cái phương trình bậc 2 một ẩn. Các bạn lớp 10, lớp 11 thì cũng đã học nó đã qua lâu. Vậy thì phương trình bậc 12 một ẩn đó là cái phương trình sử dụng để giải cái phương trình khi biết các hệ số A, B, C. Rồi bây giờ ta sang tiếp bài tập về giải về phương trình bậc 2. Thằng Watt con nhờ thầy nó phá game làm thầy mất tập trung quá. Ta sẽ tiếp cận theo cái ý tưởng thuật toán. Với mỗi bài các bạn nhớ được tư tưởng thuật toán nhé. Sau đó ta mới bắt đầu quay trở lại bài toán này yêu cầu nhập giá trị gì. Sau đó cần tính cái gì. Và thuật toán làm như thế nào. Đấy. Vậy thì thuật toán của bài toán này thì để giải và bình luận phương trình bậc 2 thì thông thường người ta sử dụng một cái biệt số người ta gọi là biệt số delta. Vậy thì ta có chia thành các cái bước. Bước 1 ta thực hiện là nhập các giá trị ABC. Khi nãy thầy có bạn thì phải nhập thêm cả x. X là cái ta cần tìm, ta không được phép nhập. Cái đó là... Rồi ta sang bước 2. Ta thực hiện tính cái biệt thức delta. Biệt thức delta do cái chữ delta nó hơi dài nên thầy gọi nó là D. Delta sẽ bằng B bình trừ 4A thượng B bình trừ đi 4AC. Đấy. Rồi sang bước 3 ta bắt đầu xét dấu delta. Để xét dấu delta thì ta có xét nó có 3 khả năng. Trường hợp bé hơn 0, trường hợp bằng 0 và trường hợp lớn hơn 0. Theo cái cách để giải và bình luận phương trình bậc 2 thì trong toán học ta có nếu delta mà nhỏ hơn 0 thì thông báo phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm ở đây nó tương ứng với từ năn. Rồi. Ngược lại của trường hợp D nhỏ hơn 0 thì khi đó D sẽ lớn hơn 0, lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì mình xét lại thông báo tiếp. Nếu D ở đây người ta có xem nếu phương trình có nghiệm kép đây. Mà bằng 0 chứ bằng 0 thì
tính nghiệm kép của phương trình. Khi đó ta có biến x12 sẽ bằng là trừ b chia cho 2a. Đấy. Trừ b chia 2a. Chữ 2a này mình có thể nên đặt nó trong cặp như thế này. Trừ b thì mình ép nó sang tử số là thành 1.0 nhân với trừ b chia a. Vậy thì cái việc này được gọi là việc ép kiểu dữ liệu. Đấy. Ép kiểu dữ liệu nhé. Sau khi tìm được thằng x12 xong rồi thì ta đưa thằng x12 ra. Lưu ý đến độ chính xác số chữ số thập phân theo đề bài người ta yêu cầu. Với cái bài này là chính xác đến 2 chữ số thập phân. Đó là trường hợp D bằng 0. Ngược lại của trường hợp D bằng 0. Ngược lại của trường hợp này. Vậy thì nếu D bằng 0 thì nếu D nhỏ hơn 0 thì vô nghiệm thông báo năn. Nếu D bằng 0 ngược lại, nếu D bằng 0 thực hiện thằng này. Ngược lại phát nữa, nó không nhỏ thua 0, không bằng 0 thì chứng tỏ nó lớn hơn 0. Thì khi đó ta thực hiện các việc sau đây. Vậy khi đó vì nó thực hiện các việc nên ta sẽ đặt nó trong cặp dấu ngoặc. Đấy. Thì ta mới sẽ thực hiện gắn tính x11. Bởi vì biến x1 nó không được dùng nên ta gọi x11 sẽ bằng trừ b cộng căn delta và căn d. Ở đây thầy gọi như này, chia cho nhau. Chữ căn ta sử dụng hàm căn bậc 2 nhé. Chia cho 2a. Ở đây tử số ta không cần ép nó thành số thực. Bởi vì thằng bản thân thằng căn bậc 2 nó đã là số thực rồi. Bằng trừ 2 trừ căn d chia 2a. Sau đó ta thực hiện đưa x11 và x2 ra. Ở đây ta sử dụng tên biến nó là x11 bởi lẽ các cái biến này. Đấy. Sao nó thể thấy nó có cách nhau dài dài à? Đấy. Trên đây là thuật toán để giải bài toán phương trình giải và biện luận phương trình bậc 2. Và cứ mỗi lần tính được các giá trị nó đã thông báo và đưa ra các giá trị tính ra được rồi. Do đó cuối chương trình là ta dừng lại. Ở bài tập này, rèn cho các em kỹ năng sử dụng câu lệnh rẽ nhánh lồng nhau. Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, ngược lại. Nếu điều kiện đúng thực hiện câu lệnh 2, ngược lại thực hiện câu lệnh 3. Mẹ ơi, mẹ gọi. Mẹ ơi, mẹ gọi. Các bạn thấy chưa? Thầy vừa dạy các bạn kiêm cả chức năng bảo mẫu cả đứa bé nhà hàng xóm nữa, nó đang chơi trong nhà thầy. Đây là bài số 23, ta xem tiến độ bài làm 23 của các bạn. Bài 23, 1, 2, 3, 4, 5 bạn. Và hiện tại có 5 bạn nộp bài. Các bạn tiếp tục làm bài nhé. Các bạn nào đã làm xong bài này ở trên rồi, các bạn chuyển bài kế tiếp.
Bài của anh Minh lưu ý là cái cốt chương trình đẹp hơn một tí em nhé, bởi vì thấy anh Minh cốt bài làm chạy đẹp ra kết quả đấy. Tuy nhiên thì khi giữa cốt giữa toán tử và toán hạng em chưa cách nó ra, lưu ý cách nó ra cho nó đẹp và ngầu nhé, kiểu sau này cầm tay bạn ở trong công viên hỏi khi cốt anh có gõ dấu cách hay không, để cách giữa toán tử và toán hạng hay không, khi đó bạn kia mà trả lời là không thì các bạn đạp nó ngay xuống ao giúp thầy. Đó là sự tích dân IT đi công viên đấy. Giữa toán tử và toán hạng cách nó ra nhé. Ok, Chung chờ thầy tí. Anh Minh nhà em yên tâm, cái đứa kia nó sút em rơi. Toán tử và toán hạng cách nó ra cho nó đẹp, chứ không khi mà thầy chèn các em vào cái cốt của các em được chọn, chèn vào trong file này, xong anh em họ hàng nó nhìn nó cốt, nó chửi, vừa cốt vừa vừa xem cốt trộm, nó vừa chửi mình, thế nó mới tới kia. Chỗ phép toán chia này nó khá rủi ro nhé, chỗ này nên đóng ngoặc mở ngoặc nó thành một cái thê, thành một phân số nhé. Nếu chia này nhiều khi hơi rủi ro. Đấy, chỗ này chẳng hạn nó cứ liền tù tà tù tí này, trông nhìn nó thật là chán đời đúng không? Sau khi make up lên cái là nó lại đẹp luôn. Đang nóng rồi. Hôm qua mấy hôm rồi thầy ở Hà Nội chán đời, được mấy hôm ở Hà Nội thì trời nó mưa tầm mưa tã, mưa đến cả lúc sáng nay. Thế thầy chán quá thầy về luôn. Xong việc về. Thầy về luôn. Các bạn có mưa không? Ở Yên Bái bây giờ hôm nay cũng không mưa tí nào. Rồi bài 23 rất ok. Rồi các bạn làm tiếp bài làm nhé, để cho server nó tiếp tục được chấm. Sau đợt học xong rồi thì thầy sẽ gửi lại toàn bộ đề bài toàn bộ các cái bài làm của các em. Cái trường hợp set A các không thì nó không cần thiết nhé. Bởi lẽ thì khi nó đã là một phương trình bậc 2 thì nó luôn có A các không. Còn nếu không, nếu mà đến cái trường hợp A bằng không thì nó còn nhiều vấn đề xảy ra. Nó quay về giải và biệt luận phương trình bậc nhất. Ngoài ra ở đây em không sử dụng dãy nhánh lồng nhau mà em dãy nhánh độc lập.
Các bài nào anh Minh cũng có sự khác như vậy. Năm năm. Bài ở chỗ bài của Lâm ta thừa dấu cách ở chỗ này nhé, thừa dấu cách đâu nhỉ, thừa dấu cách trong tập đúng không ạ? Chu Thiên bài 19 làm này là chưa chính xác đâu em nhé, phải làm lại nhé, xem lại ý tưởng của toán đây. Đấy, làm như bài 18 này mới là chính xác. À, quên chỗ này cũng sai luôn này. Tại sao ta có thể xây in thằng BR Max ở đây lên, làm gì có thằng R Max mà sự xây Thiên nhé, bỏ thằng này đi. Bài nghe đề bài người ta yêu cầu cho số nguyên A và B, tìm giá trị lớn nhất của nó. Vậy thì ta sẽ nhập vào chỉ số nguyên AB thôi, làm gì có thằng R Max. Không thể mang những cái cơ bản đấy được. Làm và nộp lại bài 18. Các bài này ok. Trung Nguyên cũng thế nhé, rất khi cài đặt toán tử và toán hạn cũng rất là cho đẹp nè. Đương nhiên khi cướp toán tử và toán hạn cũng ra.
Nào chung nhá, bài 25 lại thiếu xe, lại thiếu ấy rồi này. Thiếu return không ở cuối chương trình này. Tí nữa anh Minh rủ chung ra ngoài kia đạp xuống ao cho thầy nhá. Đấy, bài này cũng thiếu luôn. Là quá nguy hiểm. Đó. À, đây là bạn đã sử dụng phần loạt luôn, hãy chia sẻ nhé. Rất độc lập rồi. Đang chung cho mát. Cái bài đồng chí Băng này, cái bài giải vào vừa biên luận chương trình bậc hai này sao lại cốt luôn. Nhớ là không xét các cái trường hợp thừa nữa nhé, em chỉ xét các cái trường hợp của đây thôi. Sẽ này được. Cái này phần đó lại nhân với trừ một với thừa cũng được rồi, ta sang bài kế tiếp. À, các bạn cốt nhanh nhé, hiện tại có 6 bạn cốt được bài này rồi, rất ok, còn 2 bạn nữa, cố gắng tăng tốc lên. Rồi ta sang bài kế tiếp nhé. Trong khi các bạn tăng tốc ở bài này thì ta sẽ sang tiếp bài kế tiếp. Rồi ta sang bài kế tiếp nhé, bài số 3. Và bài số 2 là bài giải vào biện luận phương trình bậc 2, thì sau này có một số bài toán ta sẽ quy từ bài toán kia về bài toán phương trình bậc 2 và ta giải biện luận phương trình bậc 2 bài toán đấy. Lâm hỏi bài 2 là bài nào? Là cái file bài bài 23.
Bài của Lâm à, xem nào. Đâu ta? Đây. À, thầy tưởng là nộp bài, tưởng nộp bài đó. Em chia sẻ màn hình ấy. Các bạn khác tiếp tục làm bằng các bài kia nhé. Chỗ D bằng 0 thiếu một dấu bằng. Khi so sánh bằng nó là hai dấu bằng. À, cái chỗ chỗ này. À, cái chỗ delta bằng B bình trừ 4 AC em bỏ hai dấu đóng ngoặc đầu biểu thức với cuối biểu thức đi, trông nó buồn cười quá. Chỗ D ấy. Bỏ cái thằng B, bỏ cái rằng đóng ngoặc của B nhân B đi. Thứ tự ưu tiên là nhân chia trước cộng trừ sau mà. Nên kiểu gì thằng nhân, cái thằng trừ 4 AC cũng thế. Chứ khi code thì không ai code cái ngoặc ngoặc trông nó vẫn đúng. Ưu điểm là nó vẫn đúng nhưng mà có một cái là trông hơi buồn cười thôi. À, chỗ mà viết hai biến này ra xuống dòng x1 x2 theo đề bài, cái bài này là bài 23, nó trên cùng một hàng hay là cuối một hàng nhỉ? Hai biến này trên cùng một hàng em thêm dấu cách sau cái biến thứ nhất. Cái chỗ CA fit rằng x11 ấy. Em thêm, hai dấu, em thêm dấu bé hơn em thêm hai dấu cách nhá. Đấy, mở ngoặc kép cách mở đó, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc kép. Con cám chưa đây đúng không? Đúng. Đúng rồi. Còn màu đi, nó nhiều màu lắm. Chứ đóng ngoặc kép như thế nào? Đó là ngoặc đơn thôi mà. Em bé. Sao chỗ đấy gặp gì mà khó khăn đấy nhỉ? Hai dấu bé hơn. Không, dấu mở ngoặc kép. Mở ngoặc kép nó cho ghi như thế nào? Buồn quá. Nhìn trên trong cửa sổ chat đấy. Trời ơi, thầy buồn lắm quá. Bên kia, mèo mày vừa bỏ chết đi. Đấy, tìm đấy, trong mấy cái túi đấy. Bên trong, gần chỗ nút vặn quạt đấy. Thì khi đó hai giữa các biến viết ra nó cách nhau bởi một dấu cách. Cũng phải đây. Ok rồi nhá. Có thấy điều đấy hợp lý không? À, ta tiếp sang cái bài 24 nhé. Bài 23 các bạn tiếp tục hoàn thiện bài, sau đó sang bài 24. Ở bài 24 đề bài là như thế này. Không biết là mưa rồi. Ta có 3 đoạn dây có độ dài lần lượt là ABC. Bây giờ người ta hỏi là 3 đoạn dây này có nối được thành một tam giác hay không? Đấy, nếu có thì diện tích tam giác đó bằng bao nhiêu? Đấy. Đây là một cái bài toán rất thực tế. Khi mà các bạn có 3 mẫu dây mà các bạn nối nó lại thành một tam giác và muốn biết được diện tích của tam giác khi biết độ dài các cạnh. Của thực tế thì ta nhận thấy rằng là với các bạn toán lớp 7 thì cũng sẽ hơi gặp khó khăn khi tính diện tích tam giác khi biết độ dài các cạnh. Thì một trong những độ tính như diện tích tam giác là kiểu như sữa ngồi đây thì ta vừa tính theo cái công thức ta có
Công thức tính diện tích các cạnh của diện tích tam giác khi biết độ dài theo công thức Heron. Các bạn nhớ công thức Heron này ta sẽ sử dụng trọn gói cho đến tận lớp 12 nhé, đến đi thi học sinh giỏi quốc gia cũng dùng nó. Ta nhớ lưu ý cái công thức Heron này. Công thức Heron nó tính được viết như sau, thầy viết đầy đủ theo, nó có P sẽ bằng 1/2 là A cộng B cộng C chia cho 2. P được gọi là nửa chu vi. Và khi đó cái biến S của ta sẽ bằng là căn bậc 2. Mình đi zoom này các bạn. Bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Đấy. Thì S khi đó S của ta ta có diện P là nửa chu vi, S vào là diện tích, thì khi đó ta đưa S ra. Đấy. Và nhìn đây ta biết rằng là biến P và biến S đều là kiểu số thực. Khi tính P thì ta phải nhớ S từ số thành kiểu số thực nhé. Tuyệt đối không khai báo ABC kiểu phần loát ngay từ đầu. Thông thường đề bài người ta yêu chưa thường cho nó là một số nguyên. Nên mình phải khai báo ABC là một số nguyên. Rồi bây giờ với cái thuật toán thì ta nhận thấy như thế này. Ba số ABC là ba cạnh của tam giác trong toán học. ABC là độ dài của độ dài ba cạnh của một tam giác khi và chỉ khi và chỉ khi tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Điều này có nghĩa là ta có A cộng B lớn hơn C và B cộng C lớn hơn A và C cộng A lớn hơn B. Đấy, đây là tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Nhớ nhá. Vậy với cái nhận định như thế này, ta có tính chất này. Và đây là một cái tính chất cần nhớ để biết được ABC có là ba cạnh của tam giác hay không. Vậy đây cũng chính là cái biểu thức mà mình sẽ viết vào ở trong công thức của mình chứ, để quên chưa giãn hạn thời gian. Rồi. Vậy thì với như thế thì ở bài toán này ta có bước 1 các em thực hiện là nhập ABC. Bước 2. À Trung yên tâm, cứ làm đi, ta phải làm cả đây 6 nữa mà. Đấy, thêm như thế để cho mấy đứa đỡ buồn ngủ thôi. Ta có nhập ABC. Bước thứ hai ta thực hiện xét nếu ABC là ba cạnh của tam giác. Thì ta tính diện tích theo công thức Heron. Sau đó ta đưa diện tích ra. Và sau đó ta kết thúc giải thuật. Đấy. Như vậy thì chỗ này thì ta sẽ thay bởi biểu thức này. Tính diện tích ra ta áp dụng bởi cái công thức này. Lưu ý từ số nhớ khai ép nó sang kiểu số thực. Khi nhập ABC vào, lưu ý ta nhập kiểu nguyên nhé. Các bạn tuyệt đối không được ép ABC thay bởi kiểu phần loát ngay từ đầu. Bởi vì trong không gian bộ nhớ, ấy, nếu mà mình chọn một cái kiểu dữ liệu to hơn mà bản thân cái input đầu vào thì ngay từ lúc đầu nó sẽ đã tốn bộ nhớ rồi. Sau này các bạn viết app cho điện thoại di động, khách hàng vừa chạy được chương trình game ra, nó loát ra cái, hết luôn bộ nhớ RAM. Thế là phần mềm của mình bị out bay ra ngoài. Đấy. Do đó thì nhớ là cái input của mình phải phù hợp với cái giới hạn của đề bài, chứ không khai báo lớn hơn.
Đây là giải thuật của bài toán số 3. Và cái bài toán này là một trong những cái bài toán mà sau này ta sẽ thường gặp nó là một bài toán nhỏ trong một bài toán lớn khác. Các bạn lưu ý nhé. Ví dụ như sau này bây giờ người ta cho n điểm, người ta hỏi rằng trong n điểm đó thì hỏi có bao nhiêu điểm bộ 3 điểm, có bao nhiêu bộ 3 điểm là ba cạnh của một tam giác. Vậy thì mình phải for tất cả ba cặp điểm. Sau đó nếu nó thỏa mãn là ba cạnh của tam giác thì tăng biến đếm lên. Đấy. Quan trọng nhất của bài toán này ta đã biết được rằng để kiểm tra xem một bộ ba số ABC có là ba cạnh tam giác hay không thì ta dựa vào tính chất tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Lưu ý là lớn hơn nhé, không có dấu bằng đâu, lớn hơn cạnh còn lại. Tính chất này lấy ở đâu ra thì trong toán học có. Với các bạn lớp 7, lớp 8 lưu ý công thức Hê-rông này áp dụng rất nhiều. Lớp 9 thì được học công thức Hê-rông này rồi. Ông Nguyên hỏi bài 24 chỉ được có 5 điểm. Ta sao để thầy xem bài 24 của các bạn khác thì sao? Bài 24 của các bạn khác 10 điểm. Bài 24 của Nguyên chỉ được 5 điểm. Theo cái 30 năm kinh nghiệm của thầy có khả năng là do làm sai. À, sai mới một test. Cái bài này có 12 test này. Thế nào nhỉ? Bài 24. Rồi ta xem bài của Lâm xem sao. Bài của Lâm, bài này sẽ nó bị sai ở chỗ này. Khoan, từ từ, chỗ này nó vẫn đúng. Nếu A cộng B lớn hơn C, A cộng C lớn B và B cộng C lớn A thì gắn P. Đây, nó sai ở chỗ này. Này, lưu ý đây là một phân số, do đó biến P và biến D phải khai báo kiểu float, nên em khai báo nó kiểu nguyên là em sẽ bị bay màu. Nên chỗ này em phải sửa khai báo xuống dòng là em khai báo float ở đây nhá. Và khi đó tử số của ta P đây em phải nhân nó với không để ép tử số thành kiểu số thực. Lưu ý rằng các bạn nào khi đi thi mà sai những cái trường hợp này thì trong phim trường ta tạm gọi là tru di kiểu tổng, bởi vì quên ép tử số thành kiểu số thực mà dám thực hiện phép toán chia là chắc chắn sẽ bay màu nhé, đối với kiểu dữ liệu trả về là kiểu thực. Hàm cắt bậc hai này luôn trả về số thực rồi nên cái biến này ta sẽ khai báo kiểu số thực. Rồi sửa lại nhé. Đó, bài của Lâm bài 24 nhé, em sửa lại. À, hỏi lại Nguyên à. Nguyên bài 24. Nguyên sao trong cái biểu biểu thêm biểu thức điều kiện trông nó dù gì như thế này? Khi nãy thầy phát biểu làm gì có cái biểu thức nào trông nó lạ hoắc thế này? B cộng C lớn hơn A, ok. A cộng C lớn hơn B, ok. Và A cộng B lớn hơn C, rồi ok. Còn cái điều kiện này trong đề bài có đâu? Không quan tâm. Lưu ý lại một lần nữa. Lần sau thầy mà nhìn thấy như thế này, thầy cho một chưởng là coi như bay ra ngoài bờ ao luôn nhá. Thằng con nhà thầy nó đang bảo bờ ao ở đâu. Thế nó mới buồn chứ. Đây, toán tử và toán hạng cách nó ra. Nhìn cho nó lành mạnh vào. Ây giời ơi. Đấy, viết cứ liền tù tì như thế này, nhìn cốt đã không thấy ngầu rồi. Em biết đâu, thầy đã dặn bao nhiêu lần thầy chữa cho một người thì các người khác, các bạn khác cũng sẽ phải xem, theo dõi và rút kinh nghiệm. Ok, thế nhét và đưa ra. Độ chính xác lấy hai chữ số thập phân, xem đề bài lấy chính xác đến mấy chữ số thập phân. Có hai chữ số thập phân thật. Cái biểu thức nó ngược ngược nữa chứ. A nhỏ thua tổng hai cạnh còn lại, B nhỏ thua hai tổng lại. Thôi thế cũng được. À, cái biến T ở đây bị sai nhá. Biến P ở đây nó là bằng một nửa chu vi, mà đã là nửa chu vi em ép nó sang kiểu float, mà P ở đây em khai báo kiểu long long. Lưu ý đề bài dữ liệu đầu vào nó là kiểu INT với tất cả các bài này. Chỉ có những bài nào người ta cho nó khoảng tầm 10 mũ 12 thì các em khai báo long long nhé.
Còn nếu không chỉ IDT thôi, nên có một thói quen để cho giới hạn như thế nào thì khai báo nó như thế. Đừng ôm cái kiểu dữ liệu to nhất vào, sẽ làm tràn bộ nhớ. Các bạn viết một trò game ra, viết một ứng dụng ra, khởi tạo trên bộ máy hết khoảng 8 GB RAM, thì người chơi chơi kiểu gì, máy có mỗi 4 GB RAM. Thì các cái biến này khi em khai báo biến nào thì bộ nhớ RAM nó sẽ tốn bộ nhớ đấy. Nên khi học lập trình, các bạn sẽ rèn cho mình một thói quen là input đầu vào giới hạn là bao nhiêu thì mình chọn kiểu dữ liệu tương ứng. Các biến trung gian trả về kết quả là kiểu gì thì các em khai báo tương ứng với cái kiểu đó, gọi là chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Rồi bài của Nguyên xong nhé, sửa lại chỗ đó sang kiểu này. Bài 24 của Trung, thầy đã nói đến lần thứ 1000 rồi. Các bạn lưu ý, khi thực hiện phép toán chia thì tử số là số nguyên, thì về mẫu số là số nguyên, thì đây là phép toán chia lấy phần nguyên, do đó ta phải ép nó sang kiểu số thực. Trung rất chi là gà vụ này. Hả? 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 Mới thế thôi. Còn lại cốt rất đẹp rồi. Nhá, ép tử số thành số thực. À, có chủ luôn cốt bài này. Bài này cốt đẹp quá. Đấy, nhìn cốt đẹp cái người ta muốn có cốt để paste vào đây cho 500 anh em xem ngay. Lưu ý rằng cái server của thầy nó chấm được bài, cả cốt bài là làm bởi Python, nên các bạn nào mà biết cốt Python các em có thể tự cốt bằng Python nộp luôn nhé. Nó chấm được hết. À, thầy đã cải tiến cái server này lên để chấm bằng Python thôi. Có mỗi thằng Scratch thì chưa cải tiến được. Làm thế nào chấm được bài làm bởi cái Scratch ấy. À, không biết thằng Themis đâu. Có chấm được Scratch. Để chung năng lượng bài 24. Rồi ta sang tiếp bài số 25 nhé. Trong khi bài 24 đang ấy. Đấy, chưa nhanh không tí hết giờ, các bạn không có dành nhiều thời gian để cài đặt. Lưu ý từ buổi học ngày hôm nay trở đi, các bạn cố gắng hoàn thành cho tới từ buổi đầu tiên cho đến bài ngày hôm nay là bài thứ 25. Thầy muốn tất cả 25 bài của các bạn đã, à, đến hết ngày hôm nay là bài số 28. Thầy muốn tất cả 28 bài này, tất cả các bạn ở trong lớp 8 bạn hay 9 bạn gì đấy, em đều phải nộp từ bài 1 đến bài 28. Bài nào không làm được tham khảo cốt người khác, sau đó cốt đi cốt lại để nhớ được thuật toán, nhớ được cách trình bày và nộp một phát được full điểm luôn. Thường thì với các bạn học sinh của thầy có một cái thói quen đó là cốt một phát chấm một phát full điểm luôn, không có lần thứ hai. Thậm chí có một con số bạn cao thủ đến mức độ cốt cái F9 không báo lỗi luôn. Nên tức là cái khả năng kiểm soát các biến, các cái lỗi cơ bản như là thiếu dấu chấm phẩy, thiếu dấu đóng ngoặc, chưa khai báo biến, quên chưa ép kiểu dữ liệu. Những cái đấy mình đến thời điểm mình đi thi là mình đã phải không được mắc những cái lỗi đấy đâu. Ta sang kế tiếp là bài điểm và đường tròn. Ở bài này để thì cấm cái pass được rồi. Chưa. Thầy chuẩn bị tắt hết điện rồi, cứ buồn đấy. Ta chúng ta sao cái con yêu. Rồi, bài kế tiếp là bài điểm và đường tròn. Người ta cho điểm M có tọa độ là x1 y1 và đường tròn tâm y có tọa độ là x2 y2 và bán kính là R. Người ta hỏi điểm M là nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài đường tròn. Thì hiện tại thì nằm ta mới chỉ có hai cái trường hợp, đó là nằm trong, người ta đưa ra chữ in, nằm trong và nằm trên.
thì người ta gọi in, còn nằm ngoài đường tròn thì ta dùng từ là từ out, cũng mỗi thế thôi. Cái này ta đã thầy phải sửa lại. Vậy thì bài toán nó tức là như thế này. Bây giờ thầy cho một cái đường tròn như thế này. Đấy, có thể vẽ trông tròn ghê. Rồi, vậy thì đây là tâm y của đường tròn. Bây giờ thầy cho một cái điểm M ở đây. Bây giờ người ta hỏi điểm M nằm trong hay ngoài đường tròn. Đấy. Trong một cái đề thi người ta cho như thế này. Trong một ngày nọ thì thầy Thành đi bắn súng. Thì thầy cái đường tròn là cái bia mà cái bia mục tiêu nó là một đường tròn tâm y có tọa độ là I2 I2, bán kính là R. Bây giờ thầy Thành bắn bục một phát vào vị trí M, hỏi có bắn trúng bia hay không. Đấy, câu hỏi nó chế từ cái bài này sang bài đấy, và từ bài đấy thì về bài này. Tức là bài toán nó quay quy về một bài toán là cho một điểm M, kiểm tra xem điểm đó nằm trong hay ngoài đường tròn. Vậy để biết được điểm đó nằm trong hay ngoài đường tròn, ta sẽ nối giữa y tâm với tâm đường tròn. Đấy, ta nối tâm đường tròn với cái điểm đấy. Khi đó nó cắt đường tròn tại một điểm thì khoảng cách từ y đến cái điểm bị cắt đấy được gọi là bán kính R. Khi rõ ràng khi đó ta có R là bán kính và IM là độ dài đoạn thẳng từ tâm y cho đến điểm M. Các bạn học lớp 7 thì hình như phần này như chưa học đến, nhưng lên lớp 9 sẽ được học thấy. Vậy thì khi đó điểm M nằm ngoài đường tròn khi và chỉ khi và độ dài đoạn thẳng IM lớn hơn R, tức là nó thừa ra một đoạn này, đúng không? Đấy. Thì khi đó điểm M. Còn như vậy thì ta nhận thấy rằng nếu R nhỏ hơn IM, trong đó IM là độ dài đoạn thẳng từ I đến M, thì khi đó ta thấy điểm M nằm ngoài thì mình sẽ thông báo ra ngoài là out. Ngược lại thì mình sẽ thông báo ra là in. Đấy. Nhớ thông báo là chữ in hoa. Vậy thì tới đây thầy sẽ chỉ luôn ra luôn là như vậy. Thì ở bài toán này thì người ta yêu cầu là nhập tọa độ là x2 y2 rồi là 0 0 và 1. Không biết là tọa độ thằng nào chứ, điểm M trước à. Rồi, vậy ta có bước 1 thì ta sẽ thực hiện nhập là x11 y11, bởi vì thằng x2 y2 ta chưa dùng mà, bởi vì x1 y1 không được dùng, y2 và nhập luôn thằng R đó. Như vậy khi xây in thì các bạn nhớ xây in theo đúng thứ tự của đề bài mà người ta cho nhé. Bước 2, ta tính độ dài đoạn thẳng IM. Công thức tính độ dài đoạn thẳng thì ta đã có cái công thức trong số học, thì ta có trong hình học ta có, nếu điểm thứ nhất có tọa độ x1 y1, điểm thứ hai có tọa độ x2 y2 thì ta có độ dài đoạn thẳng đó ký hiệu bởi chữ D, nó sẽ là bằng căn bậc 2 của bình phương, là ta có hoành độ trừ hoành độ tất cả bình, x2 trừ x11 tất cả bình, cộng với thước bình phương này. Nhìn các thầy là thầy làm soạn công thức toán học thì sau này các bạn cũng tự dùng cái I2 tung độ trừ tung độ tất cả bình. Đấy, và ta tính được công thức này. Công thức này gọi là công thức tính độ dài đề cát, tính độ dài đoạn thẳng khi biết tọa độ hai điểm. Nhá, cái công thức độ dài đề cát này ngay trong buổi đầu ta đã học rồi đấy. Nhớ công thức này nhé. Công thức như vậy, bài hôm nay có công thức này với công thức Hy-rông cần phải nhớ. Vừa ép 15 phút vùng cái đấy nó báo hết luôn rồi, sợ thật. Rồi bước 3, ta sẽ thực hiện nhiệm vụ kế tiếp là ta sẽ tính được độ dài rồi. Bây giờ ta so sánh nếu D mà lớn hơn bán kính thì khi
khi d lớn hơn bán kính thì đừng chứng tỏ điểm m nằm ngoài đúng không? D đó chính là độ dài ở thẳng im mà. Thì thông báo là nằm ngoài đường tròn là ao. Ngược lại, ngược lại thì thông báo là in. Khi sử dụng máy tính các bạn nhớ thẳng lưng lên nhé. Lưu ý giống như đội diễn viên Hàn Quốc khi người ta ngồi ghế, người ta luôn thẳng lưng ướt ngực như này để tránh bị gù lưng. Dân IT có một cái thói quen rất xấu, đó là cái dáng ngồi cực xấu. Nên các bạn phải để khi mà học lập trình thì các bạn nên xem phim Hàn Quốc nhiều để học tập được cái tác phong người ta ngồi bên cạnh máy tính. Cái đội diễn viên họ ngồi đẹp dã man, tư thế thẳng, khoảng cách từ mắt đến màn hình tối thiểu 2 gang tay, khoảng cách với bàn ngồi rất đẹp, tay để trên bàn phím một cách nhẹ nhàng, chứ không ngồi co chân, không ngồi trên giường, không ngồi ta ngồi giống như ngồi giám đốc ngồi, cảm giác ngồi rất thoải mái. Thầy ước gì thầy mua được cái ghế live stream, nhưng mà hôm vừa rồi hỏi cái ghế live stream đắt quá, thầy mua về chắc thầy ra bữa bờ đây thầy ngủ mất. Rồi như vậy thì ở bài toán này thì ta nhận thấy biến D này nó phải là kiểu số thực, kiểu float đúng không, để tính độ dài đoạn thẳng IM. Đấy. Các biến này người ta đề bài người ta cho số nguyên thì ta khai báo kiểu nguyên. Vậy trên đây là cái nội dung của bài số 4. Rất nhanh gọn. Đang hướng dẫn thuật toán, các bạn nào cốt chưa kịp phần này thì nhiệm vụ của các trong ngày mai hôm nay, trong ngày hôm nay và ngày mai các em sẽ hoàn thành nhé. Trong tuần này thì tới thời điểm này thì các em sẽ cố gắng là mình đang ở đây 5 hay đây 6, đây đây 5 thì nó sẽ rơi vào cỡ khoảng tầm 30 bài. Các bạn nào làm sang đây 6 thì nó nhiều hơn, thì 30 bài tức là các bạn nếu mà làm xong hết, các bạn như ở trên thang điểm đây, cứ nhìn thấy bạn một chỗ đoạn là trên thang điểm này nó sẽ khoảng tầm từ 2 đến 300 điểm. Đấy. Đấy, Trung cũng cố lên nhé, sắp đổi kỳ băng rồi, kiểu gì cũng gần được một nửa rồi. Nói thế Trung đừng buồn, buồn quá ấy. Mà hôm Trung chỉ được 1/3 thôi, các bạn khác cũng cố gắng tăng tốc độ nhé. Các em cứ làm đủ tiến độ, làm tất cả các bài nộp theo đúng thứ tự, không bỏ sót bài nào, thì điểm bằng danh trên thứ hạng của mình rất cao, và sau này sẽ có những phần thưởng đặc biệt cho bạn nhất, nhì, ba trong trên bảng danh này. Rồi, ok, cố gắng nỗ lực hết mình qua từng bảng danh một. Rồi, bài như vậy bài số 4 đã xong nhé. Còn bài 5, bài 6, bài 7 thầy tua nhanh, đang còn thời gian tua nhanh về thuật toán để các bạn làm nhé. Bây giờ ta có mỗi 8 người học, 8 hay 9 bạn học lớp này thôi. Do đó các em phải cần phải làm được tất cả các bài, bởi vì những kiến thức này là kiến thức nền sẽ phục vụ cho cái chương trình lớp nâng cao. Do đó sau này thì nếu mà các bạn học lớp nâng cao, thầy có bảo ví dụ áp dụng công thức tính độ dài đoạn thẳng thì các bạn phải nghĩ ngay đến công thức này. Sau đó thầy nhớ là ta tính áp dụng công thức Heron để tính diện tích tam giác, các bạn phải nhớ ra ngay. Hoặc là để tìm giá trị lớn nhất của 4 phân tử sau đây thì ta bước 1 các bạn hãy tìm giá trị lớn nhất của các phần tử sau đây. Bước thứ 2 các bạn làm được x, y, z gì đấy. Thì ở cái bước 1 tìm giá trị phần tử lớn nhất thì các bạn nghĩ ngay đến ta quan niệm phần tử đầu tiên là phần tử lớn nhất, mang giá trị lớn nhất này so sánh với lần lượt 3 thằng còn lại. Thằng nào lớn hơn thằng Rmax thì cập nhật lại thằng Rmax. Đấy. Là trong đầu tại thời điểm đó mình phải có được các cái kỹ năng đấy rồi. Chứ đến lúc đó mà lại dạy lại các em từ đầu thì sẽ vất vả cho người dạy mà cũng khó cho người học vì không học được nhiều. Rồi, ta sang bài số 5. Ở bài số 5 này thì thầy cứ chém nhanh, nhưng mà bài này thực tế nó có một cái kỹ năng khá quan trọng là kỹ năng tổ chức chương trình thành chương trình con. Đó, kỹ năng khá lớn và để hình thành. Ok.
À, bài này thì ở bài số 5 do cái quỹ thời gian không ấy nên thầy sẽ tua nhanh. Ở bài số 5 là nhà bạn thứ nhất ở tọa độ x1 y1, nhà bạn thứ hai là ở x2 y2, nhà bạn thứ ba là ở x3 y3. Đề bài người ta yêu cầu là kiểm tra xem ba cái đỉnh này có tạo thành một cái tam giác hay không. Nếu có tính và đưa ra diện tích của tam giác đấy, nếu không là đưa ra thông báo năng. Vậy thì bài toán này để tính được diện tích tam giác thì mà khi biết độ dài các cạnh thì các kiểu gì ta cũng có thể áp dụng công thức Hy-rông. Bên cạnh đấy thì khi mà ta có ABC là có tọa độ thì ta có thể tính diện tích thông qua tọa độ cũng được. Đấy. Nhưng bài này thì ta áp dụng theo công thức tính Hy-rông nhé. Vậy thì ở bài toán này thì ta có bước 1 thì ta thực hiện nhập ra các giá trị x1, y1, y2, y2, y3, y3. Bước 2, ta tính độ dài đoạn thẳng. AB, AC và BC. Theo công thức độ dài đề cát. Công thức tính độ dài đề cát đó chính là cái công thức này. Các bạn nhớ nhé, các bạn thay tọa độ khác nhau vào là được. Đấy. Theo công thức tính độ dài đề cát, ví dụ như điểm A có tọa độ là x1 y1, D B có tọa độ x2 y2 thì khi đó DAB nó sẽ là bằng là lấy hoành độ của thằng B trừ đi hoành độ của thằng A tất cả bình phương cộng với tung độ của thằng B trừ đi tung độ của thằng A. Với các bạn lớp 7 đến lớp 8 khi học về cái phần mấy cái câu liên quan tới hình học này thì hơi thiệt thòi hơn so với các bạn lớp 9. Tương tự như vậy thì ta có DAC. Ta có DAC. Điểm C có tọa độ là x3, vậy DAC các bạn chỉ việc thay bằng x3, y3. Đấy. Tương tự vậy ta có DBC là thằng bằng x3, x2. Bởi vì thằng B tọa độ của nó là 2 mà. Y3, Y2. Rồi. Đấy, như vậy thì ta đã thực hiện tính được xong thằng này. Trung hỏi thằng đứng trước trừ thằng đứng sau có được không? Hoàn toàn được Trung nhé. Bởi vì khi tính bình phương lên thì A trừ B hay B trừ A đều bằng nhau. Thầy thì có hay có thói quen là dùng lấy thằng sau trừ thằng trước. Từ ngày xưa theo cái công thức đề cát chuẩn đấy. Nên sau này người ta áp dụng cái tính chất bình phương a trừ b thì và bằng b trừ a tất cả bình phương. Tức là gì nhỉ? A trừ b bình phương sẽ bằng b trừ a bình phương đấy. Rồi bước 3 thì bây giờ ta mới xét. Khi tính cái thằng này thì thay vì gọi thằng này là DAB thầy gọi nó là đây là cạnh A. Thầy gọi đây là cạnh B. Thầy gọi nó đây là cạnh C. Đấy. Và tới ở bước này thì bây giờ ta thực hiện là chỉ việc xét ABC có là ba cạnh của tam giác hay không. Đấy. Bây giờ ta có nếu ABC là ba cạnh của tam giác và ở cái bài bên trên các bạn đã biết ABC là ba cạnh của tam giác thì ta có tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Các bạn ghi cả biểu thức dài lòng bằng như con C đây. Cái biểu thức này ra nhớ nhé. Khi cốt nhớ toán tử khác cách nhau toán hạng nguyên nhé. Bước 3 nếu cái thằng này thì tính diện tích. Các bạn cốt phải nhớ toán tử và toán hạng và cốt nó đẹp à. Ngoài thì thầy ơi mấy giờ thầy ngủ? Thực tế thầy thường thì thầy ngủ rất muộn. Nhưng mà hôm nào thì có muộn đến mấy đi nữa thì đúng 12 giờ thầy sẽ tắt điện thoại, tắt máy tính đi ngủ. À quên nhỉ, tắt điện thoại đi ngủ. Bởi vì người ta bảo sau 12 giờ thì sinh học cơ thể nó sẽ bị thay đổi, nó hoạt động tối đa nên tốt nhất nên ngủ để cho nó làm việc. Nên sau này nó đỡ phải ảnh hưởng đến sức khỏe. Chứ già cả rồi mà chưa mà ảnh hưởng sức khỏe nguy hiểm lắm. Thế thì chán chung rồi. Rồi là ba cạnh của tam giác thừa này. Thì khi đó ta thực hiện cái công việc tính diện tích
tam giác theo công thức Hê-rông. Công thức Hê-rông như nào ở bài trên ta đã có. Sau ta đưa diện tích ra. Đấy. Thế là xong. Lưu ý khi ta tính toán thì lưu ý khi ta tính toán thì một số các cái biến như biến A, biến B, biến C này nó là bằng căn bậc 2 thì nhớ khai báo nó là kiểu số thực nhé. Rồi, ok. Đó là bài tính diện tích tam giác. Rồi, còn bài số 6. Bài số 6 và bài số 7 là mấy cái bài rất chi là nhạt. Thôi, hai bài này các bạn sẽ làm nhé. Vừa thầy đã gửi cái nội dung bài số 5 rồi. Rồi, như vậy thì chung là cái lớp học thì từ từ nhé. Để ngày nay ngày mai, bởi vì ngày mai thì thầy lại phải đi nhận thưởng, sau đó thầy nhận thưởng về mâm mảnh, sau ngày kia thì thầy lại đi chấm thi, rồi có từ lớp học để thầy bình tĩnh nhá. Băng à, bình tĩnh nhá, xong đây 6 để thầy kiểm tra xem bài làm của Băng đã ok chưa. Chung đang nghỉ để ta xem bài Băng có bạn Băng là bạn đại học 9 lên 10, bạn có cái năng lực cốt siêu nhiên nên này, anh Chung và các bạn khác cố gắng đuổi theo thật kịp nhé. Ở đây có một số các bạn phải gọi là chị Băng bởi vì Băng hơn một tuổi. Cố lên. Rồi, hôm nay thầy trò mình sẽ dừng ở đây nhé. Bây giờ thầy gửi cho các em file này và các em hãy tiếp tục tham khảo nó để làm các bài tập. Ở file từ đây 1 đến đây 4 thầy đã nén nó lại và gửi tới các em với cái tên thư mục tên là KCB2. Và các em giải nén cái thư mục đó ra để lấy từ bài 1 cho đến tận bài 20, bài 28 để các em làm tất cả các bài theo đúng ý tưởng đã trình bày trong các bài tập này nhé. Server thầy mở cho đến thầy server mở chứ không tắt, lần này thầy không tắt nữa. Mấy hôm vừa rồi thầy tắt bởi vì thầy làm một số việc quan trọng, làm luận văn nên phải tắt để tập trung làm việc, chứ một tí là có đứa nó spam server, có đứa spam đến 4-5 lần mới phun được một được bài. Rồi thầy chào các em. Nhá, bây giờ thầy gửi các em cái file bài này, sau đó chúc các em làm bài tốt, cố gắng lên được top 300 điểm cho trước buổi học tới nhé. Tới thời điểm các bạn đang dao động từ 90 rồi, ta chia bài tới 70 rồi, cố gắng tua cho lên tới được khoảng 200 điểm. Rồi thầy chào các em nhé, bye bye. Đây còn nó còn x1000 nữa. Thầy chào Thiên. Chào các em.